0.1 tùy nhé, từ 0.05 trở lên. Để mình sẽ hot lên như này. Mặt nó sẽ cao hơn. Nó sẽ cao hơn này, khoảng 0.1 để tạo cái khoảng trượt cho nó. Em nhìn kiểu này không? Góc thì góc 13 độ nhé, vừa anh tính là góc 13 độ rồi nhé. Vâng. Đây, góc 10, góc 5 độ, góc 13 độ. Đang bị nhầm. Vừa chưa sửa, vẫn để thành để góc 5 độ. Vâng. Còn bên này đối diện này thì nó cũng tương tự thôi. Với trường hợp mà xong anh sẽ nằm trên lõi, điểm cái lõi này. Trường hợp anh sẽ copy cái lõi này để anh làm ra một cái lõi nơi riêng biệt. Vậy. Anh cần đóng cửa vào cho bố đi. Đây trường hợp này thì vẫn đúng là mình vẫn phải cho thịt vào cái khoảng khoảng này. Từ cho thịt của litter đúng không anh? Đây phải cho. Không có nghĩa là cái đoạn này nó đang bị rỗng này không? Mình vẫn phải ăn kín cái mặt này. Vâng.
chỉ có hai bên này làm lifter được, thì kèm đến quai kia là làm lifter là không được không anh, vì nó đẩy lên nó không cân. Đúng rồi, quai này nó nó quai chọc lên quai này mà làm lifter thì nó đẩy nó trượt, nó không có cái gì giữ của nó. Đây nó còn có cái này để giữ, mặt này nó không có cái gì luôn, nó trượt ở trên này nó dính, dễ bị dính. Vâng. Đấy, bây giờ mình được cái này rồi thì đây, nếu làm như này thì nó đang cái mặt tì của mình nó vẫn đang cảm giác như nó chưa tì hẳn. Như này nếu làm như này là nó đang bị trống nhá, không có mặt fitting nhá. Vâng. Thì trong trường hợp cái con này anh sẽ phải cho nó nhỏ lại, thì anh phải cắt nó bớt nó đi. Cái hai cái mặt này phải cắt nhỏ nó đi, thì nó to này không được. Vâng. Mình có thể điều chỉnh mà, cái này mình theo, có thể làm theo ý của mình. Vâng. Mình ngu biết ra thôi, vì mình hiểu cách nào để mình có thể làm nó ngu chúng nó ra, vì nó không phải là cái cố định mà. Mình làm theo ý của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khỏe hơn thì mình cứ lại tăng nó ra. Vâng.